Để chuẩn bị cho việc áp dụng công nghệ VAR tại một trận đấu chính thức công ty VPF, ban tổ chức dạy, ban trọng tài đã có những buổi làm việc, phổ biến các nội dung liên quan đến cầu thủ và ban huấn luyện của câu lạc bộ Viettel và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ngoài ra, sân hàng đẫy địa điểm tổ chức trận đấu cũng đã hoàn thành các bước kiểm tra theo quy định của FIFA, các công việc liên quan đo chắc địa sân, tích hợp các dữ liệu về sân hàng đẫy vào hệ thống đường kẻ xác định việt vị ảo có dùng trí tuệ nhân tạo cũng đã được thực hiện xong. Bên cạnh việc phổ biến tất cả nội dung liên quan tới công tác tổ chức, luật, các quy định ở một trận đấu có VAR cho hai đội bóng, chúng tôi cũng có những buổi làm việc với đối tác truyền hình, đối tác cung cấp kỹ thuật để các yêu cầu về trận đấu có VAR như quy định của FIFA được đáp ứng đầy đủ. Công ty VPF cũng đang phối hợp với câu lạc bộ Viettel, ban tổ chức trận đấu để đảm bảo tổ chức tốt cho trận đấu. Trọng tài Mai Xuân Hùng giữ vai trò trọng tài VAR ở trận đấu câu lạc bộ Viettel gặp câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đối với tổ trọng tài được phân công làm nhiệm vụ tại trận đấu đầu tiên áp dụng công nghệ VAR giữa câu lạc bộ Viettel vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thuộc vòng 3 giai đoạn 2 Nai Quốc về, lịch tháng 1 năm 2023 ngày 27 tháng 7 gồm có trọng tài chính Ngô Duy Lân, hai trợ lý Nguyễn Trung Hậu, Phạm Hoài Tâm, trọng tài thứ tư Nguyễn Ngọc Châu, trọng tài VAR Mai Xuân Hùng, AVAR Dương Hữu Phúc. Tất cả 6 trọng tài này đều đã tham dự lớp đào tạo trọng tài VAR và đã vượt qua các bài kiểm tra đánh giá của FIFA. Giám sát trọng tài Võ Minh Chí cũng là giảng viên của lớp trọng tài VAR này. Với những sự chuẩn bị kỹ lưỡng, VPF hy vọng trận đấu đầu tiên áp dụng VAR tại giải vô địch quốc gia sẽ đạt kết quả tích cực, đánh dấu mốc lịch sử đối với chặng đường phát triển của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Ông Nguyễn Minh Ngọc, tổng giám đốc công ty VPF, trưởng ban tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam chia sẻ. Đối với mỗi trận đấu được lựa chọn áp dụng VAR, công ty VPF đều phải hoàn tất các thủ tục đăng ký với FIFA và lựa chọn các trận đấu theo đúng những khuyến nghị của FIFA đưa ra. Toàn bộ quá trình chuẩn bị, vận hành một trận đấu có VAR đều sẽ được ghi hình và gửi báo cáo về FIFA. FIFA sẽ giám sát toàn bộ quá trình này trong vòng 3 năm tới. VAR, viết tắt của Video Assistant Referee, là một dạng áp dụng công nghệ tiên tiến vào việc hỗ trợ cho các trọng tài thông qua video. Công nghệ VAR được đưa vào sử dụng trong bóng đá nhằm giúp cho trọng tài có thể đưa ra các quyết định chính xác nhất thông qua các băng hình được ghi lại. VAR chỉ được sử dụng trong trường hợp một lỗi rõ ràng hoặc tình huống nghiêm trọng bị bỏ lỡ liên quan tới bàn thắng, không bàn thắng, phạt đền, không phạt đền, thẻ đỏ trực tiếp, không phải thẻ vàng thứ hai, cảnh cáo lần hai, xác định nhầm cầu thủ vi phạm trong trường hợp trọng tài cảnh cáo, phạt thẻ vàng hoặc truất quyền thi đấu.